mới có tiếng ai kêu mình các bạn. Để mình đi về vào đây coi. Trời ơi, gặp nghĩa được rồi các bạn ơi. Thôi chạy các bạn ơi, chạy. Rồi, Hiệp xin chào quý vị và các bạn nha. Hiệp đang đứng ở đây là ngay nhà này là kêu bằng nhà dưỡng sanh, nhưng mà thường thường người dân là người ta kêu là bằng nhà mồ. Thì Hiệp được biết là cái nhà này là chưa có chôn ai nhau nha các bạn. Để Hiệp vô quay phim khám phá cho các bạn xem nha. Giờ này cũng 12 giờ khuya. Ồ, đây người ta trồng mai quá trời nè các bạn. Mai vàng. Ở đây có sứ nữa các bạn ơi. Người ta trồng sứ nữa nè. Ở đây là cái đường lên vô nhà mồ nha. Bên đó có nghĩa địa các bạn ơi. Ở đây người ta có nuôi cá nữa các bạn ơi. Cái hồ này không có nước, người ta không có thay nước, hình như hôi quá. Hôi. Đó, nhà dưỡng sanh. Chắc có lẽ là bây giờ là người ta chưa chôn ông bà người ta trong này, là kêu bằng nhà dưỡng sanh. Sau này nếu mà chôn rồi là chờ rồi là bắt đầu kêu bằng nhà mồ quá các bạn. Mình đi lên nha, đi vô nhà luôn nha. Có cá kè các bạn thấy không? Ở đây giấc trưa ngồi uống trà thầy luôn hả các bạn? Camera của mình nó bị giật các bạn ơi. Mình nghe cái tiếng gì nghe ghê quá. Nghe tiếng làm như ai kêu cái gì. Rồi mình đi dài dài qua đây ha. Bên đây có mộ các bạn ơi. Có nghĩa địa. Mình nghe cái tiếng làm như con cá nó ụt nó tủng tủng nó dũng nó, mình đi qua bên đó coi các bạn ơi. Ở đây có cái khế quá đẹp. Mình nghe cái tiếng con cá nó ọc mà biết phải không ta.
đó. Ghê trời. Thôi mình chạy các bạn. Các bạn và bà con, và bà con nhớ đăng ký kênh ủng hộ nha. Để Hiệp mau sớm đạt được 1.000 người đăng ký. Các bạn có Facebook, Zalo gì đó nhớ chia sẻ giúp Hiệp nha. Rồi Hiệp xin dừng video các bạn ơi. Ghê quá.